Giang chào các bé trường mầm non Chi Đông. Cô rất vui được gặp lại các con trong buổi học ngày hôm nay. Trước khi vào bài học, các con cùng xem một số hình ảnh sau đây nhé. Đó là hình ảnh về thủ đô Hà Nội thân yêu của chúng mình đấy. Và hôm nay cô sẽ dạy các con một bài thơ về thủ đô Hà Nội, một sáng tác của tác giả Trần Đăng Khoa. Bài thơ được mang tên Hà Nội. Và bây giờ chúng mình cùng lắng nghe nhé. Hà Nội, Hà Nội có trong chóng, cứ tự quay trong nhà. Không cần trời thổi gió, không cần bạn chạy xa. Hà Nội có nhiều hoa, bỏ từng chùm cẩn thận. Mấy chú vào mua hoa, tươi cười ra mặt trận. Hà Nội có Hồ Gươm, nước xanh như pha mực. Bên hồ ngọn tháp bút, viết thơ lên trời cao. Hà Nội có nhiều hào, bụng súng đầy những đạn. Và có nhiều búp bê, bóng tròn cho các bạn. Hà Nội có tàu điện, đi về cứ leng keng. Người xuống và người lên, người nào trông cũng đẹp. Mấy năm giặc bắn phá, Ba Đình vẫn xanh cây. Trăng vàng chùa một cột, phủ Tây Hồ hoa bay. Các con ơi, cô vừa đọc cho chúng mình nghe bài thơ gì nhỉ? Và của tác giả nào? À đúng rồi, đó là bài thơ Hà Nội của tác giả Trần Đăng Khoa. Bài thơ nói về Hà Nội có rất nhiều danh lam thắng cảnh. Cuộc sống ở nơi đây rất là bình yên và tươi đẹp. Để cảm nhận được nét đẹp của Hà Nội, các con hãy cùng lắng nghe thêm một lần nữa nhé. Hà Nội có trong chóng, cứ tự quay trong nhà. Không cần trời nổi gió, không cần bạn chạy xa. Hà Nội có nhiều hoa, bó từng chùm cẩn thận. Mấy chú vào mua hoa, tươi cười ra mặt trận. Hà Nội có Hồ Gươm, nước xanh như pha mực. Bên hồ ngọn tháp bút, viết thơ lên trời cao. Hà Nội có nhiều hào, bụng súng đầy những đạn. Và có nhiều búp bê, bóng tròn cho các bạn. Hà Nội có tàu điện, đi về cứ leng keng. Người xuống và người lên, người nào trông cũng đẹp. Mấy năm giặc bắn phá, Ba Đình vẫn xanh cây. Trăng vàng chùa một cột, phủ Tây Hồ hoa bay. Các con ơi, Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam. Hà Nội có Hồ Gươm, có chùa một cột, có Ba Đình, có phủ Tây Hồ và rất nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng khác nữa. Qua bài học ngày hôm nay, cô rất mong các con hãy dành thật nhiều tình cảm cho thủ đô Hà Nội nhé. Và bài học của cô Trang đến đây là hết rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con.